Tên gì con? Cha con được hay ơn trọng đại nhất. Cha con là Maria Nguyễn Thị Liên. Năm 2011 con bị bệnh máu, là bệnh giãn tiểu cầu, mà con nằm ở viện 1 năm mà không được về nhà. Con bác sĩ phải bảo con là phải cắt lách, thì con cũng cắt lách rồi mà cũng không được về. Tức là con xin ra viện, bác sĩ đưa ra, con ký bệnh án con về, mà được chú ở trong Nam chưa giới thiệu đến lòng thương xót Chúa. Thế là con đi vào đây, con đã biết cha đang ở Chí Hòa, con cha và cũng đã cha đã đặt tay cầu nguyện cho con, và con đã được khỏi bệnh từ đây đến nay ạ. Hallelujah. Cho anh xem dưa cao cây quạt, và những người không có quạt thì vỗ tay ba cái nha. Hallelujah. Hallelujah. Cha ơn thứ hai là con vì con dùng thuốc quá nhiều nên hai mắt con bị hỏng. Mà khi chưa ấy, con nhìn cách độ 10 mét thì con không biết ai cả, con chỉ thấy bóng lù lù thôi. Và cái hôm mà con đi phẫu thuật mắt, con nhắn tin cho cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con, thì cha đã trả lời cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con, và con phẫu thuật được một mắt thành công, và con đã nhìn thấy. Vâng, con nhìn thấy rồi ạ. Hallelujah. Thầy cho gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa, và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Xin Chúa chúc lành cho con. Rồi, mời người thứ ba.